Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Chuyện. Và mình là Shinobi đây. Trong tập trước của Dark Knight Death Metal, Wonder Woman sau khi gặp gỡ lại được Flash Wally West, người lúc này đang mang trong mình một phần năng lượng của Dr. Manhattan, cô sau đó đã đưa ra một kế hoạch, đó là tạo ra những cuộc phản khủng hoảng đầu tiên trong lịch sử, từ đó sử dụng nó để tái tạo lại vũ trụ theo cách cho riêng mình. Thế nhưng thì kế hoạch này đã bị tên Batman Who Laughs phát hiện. Và lúc này, Diana đã buộc phải sử dụng biện pháp cuối cùng, đó là tiêu diệt thẳng tên lãnh chúa của Metaverse. Và điều này có lẽ vừa là một đòn bất ngờ và cũng đã vừa có tính toán trước của hắn. Khi mà dù cho đã bị xé tan xác bởi Wonder Woman, hắn vẫn còn một lá át chủ bài cuối cùng để có thể lật kèo trong cuộc chiến lần này. Thứ mà được Batman gọi là Bruce Wayne cuối cùng. Vậy, rốt cuộc thứ này là gì? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ như thế nào? Hãy cùng bọn mình đi vào tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Như thường lệ, trước khi bắt đầu video này, mình có một cảnh báo là video sẽ tiết lộ nội dung khá nhiều của bộ truyện Dark Knight Death Metal. Và ở đây là Dark Knight Death Metal Insult thứ 2. Thế nên, nếu như các bạn không muốn bị tiết lộ nội dung thì có thể dừng video tại đây được rồi. Còn nếu các bạn không quan tâm đến việc bị spoil hay đã đọc rồi và vẫn muốn tiếp tục thưởng thức lại bộ truyện thì ok, không để các bạn chờ đợi lâu nữa. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Let's go. Dark Knight Death Metal tập thứ 2. Câu chuyện được khởi đầu với một bãi cỏ xanh mát với một con thằn lằn đang bò trên cỏ. Và chỉ mất một lúc sau đó, chúng ta biết được rằng con thằn lằn thực chất chỉ là một lớp áo giáp ngụy trang của một kẻ có tên là Batom, là một phiên bản Batman từ đảo vũ trụ tối, có được sức mạnh của siêu anh hùng Adam, với sức mạnh là phóng to và thu nhỏ. Nói chung là nó na ná như kiểu anh bạn Ant-Man ở bên nhà Marvel vậy. Sau khi tháo bỏ lớp ngụy trang trên người, Batom gọi về báo cáo cho tổng chỉ huy ở Castle Bat và nói rằng hắn vẫn đang tiếp tục quá trình theo dõi nhóm Wonder Woman. Và hắn hứa với tổng chỉ huy là bất cứ kẻ nào dám đi qua con đường nơi hắn canh gác, hắn sẽ cho chúng biết thế nào là lễ hội. Thế nhưng khi lời thề vẫn còn chưa nói xong, hắn đã bị một chiếc xe Monster Truck cán thẳng và thế là tàn xác luôn. Và kết quả là một Batman của đảo vũ trụ tối đã chết chỉ trong đúng một tràng truyện. Tiếp tục với những diễn biến của câu chuyện, lúc này chiếc Monster Truck sau khi đã cán nát người Batom thực chất cũng là một Batman. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu, chiếc Monster Truck cũng là một Batman. Mà theo như đầu truyện tie-in Dark Knight Death Metal Legend of the Dark Knight thì chiếc Monster Truck này chính là Bruce Wayne, nhưng lúc này đã chết và đã truyền tải ý thức của bản thân mình vào chiếc xe này. Chi tiết về Bat Monster Truck mình sẽ nói rõ hơn trong một video khác của series Dark Knight Death Metal, nên các bạn nhớ chú ý đón xem nhé. Ok, mình nói hơi lan man quá rồi, quay lại câu chuyện thôi nào. Lúc này chiếc Monster Truck đã đến nơi mà nhóm Wonder Woman cần đến, đó là The Hellscape, nơi trước đây từng là Washington DC, nhưng giờ đây chỉ còn là một khu nghĩa trang hoang tàn. Và có vẻ như mục đích của Diana khi đến đây không phải là để tưởng nhớ hay gì cả. Cô đến để tìm gặp Batman sau những gì anh đã nói với cô trong trận chiến vừa rồi. Đi cùng với cô lúc này là Swamp Thing cùng với cả Wally West. Cả hai đang tự hỏi rằng giữa một bãi nghĩa trang như thế này thì liệu Batman lúc này đang trốn ở đâu được cơ chứ? Bởi đến chính cả Swamp Thing cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của Bruce Wayne lúc này. Diana sau đó đã giải thích cho cả hai hiểu rằng Bruce thực chất đang ở một nghĩa trang khác. Nói rồi cô đẩy nhẹ tấm bia mộ ở trong khu nghĩa trang và nó mở ra một lối đi bí mật xuống dưới. Diana sau đó đã giải đáp thắc mắc về sự tồn tại của nghĩa trang này cho cả Wally và Alex trên đường xuống dưới. Theo đó, nơi mà mọi người đang đi xuống được gọi là nghĩa trang Valhalla, là một hầm mộ yên nghỉ của các anh hùng. Nơi này vốn vô cùng linh thiêng khi được bảo vệ bởi ma thuật, khoa học và cả niềm tin nữa, là một nơi được canh giữ vô cùng cẩn thận bởi những người bảo vệ đáng tin cậy qua rất nhiều những thế hệ khác nhau. Diana cũng tỏ ra vô cùng vui mừng khi mà may mắn địa danh này vẫn còn sót lại, kể cả khi Perpetua đã trao quyền năng thay đổi thế giới cho tên Batman Who Laughs, dù cho nó đã bị biến đổi đi một chút, trở thành một nơi gì đó có phần hơi bị quái dị. Tuy nhiên khi vừa dứt lời nói của mình, Diana, Alex cùng với Wally bất ngờ bị tấn công bởi một con chó ba đầu và ánh sáng màu xanh lục lao đến. Rất may cho cả ba là Diana đã kịp thời phản ứng lại. Cô nhấc bổng con chó lên và yêu cầu nó dừng lại, bởi cả ba người đều là bạn cả. Con chó sau đó đã yêu cầu cô nói mật khẩu và kết quả là cô đã trả lời đúng. Và ngay sau đó thì không khí căng thẳng đã được xua tan hẳn đi, mà thay vào đó là sự đón tiếp đầy niềm nở từ các thành viên của Justice Society of America, gồm có Green Lantern Alan Scott, Wildcat, Flash thế hệ đầu tiên là Jay Garrick và cả Dr. Fate nữa. Họ dành tặng cho nhau những lời hỏi thăm, những cái ôm từ hai thế hệ. Và trên hết, Green Lantern Alan Scott đã hỏi Diana về những câu chuyện đã xảy ra ở bên trên, mọi chuyện đã diễn ra như thế nào và liệu họ có thể giành được chiến thắng được không cơ chứ. Và Wonder Woman chỉ đơn giản đáp lại những câu hỏi của Alan
rằng những câu hỏi của ông chính là lý do cô đến đây, bởi cô cần sự giúp đỡ của mọi người lúc này hơn bao giờ hết. Và người cô cần tìm kiếm nhất không ai khác chính là Batman. Các thành viên của GSA sau đó đã cho cô biết chỗ ở của Batman trong này, và họ cũng nhắc thêm là Batman lúc này không thích bị làm phiền, bởi anh đang bận rộn để xây dựng nên một đội quân cho riêng mình. Cô bước vào khu an nghỉ của các anh hùng và gặp Batman ở đây. Anh lúc này đang hỏi cộng sự Jonathan Hex về năng lực của những thành viên đã qua đời để có thể chuẩn bị hồi sinh cho họ. Đây không phải là cách Bruce à. Diana gần như cố gắng để bắt chuyện với Bruce, nhưng Batman thì gần như không bận tâm tới điều này. Anh vẫn chú tâm tới con dấu để có thể chọn ra được những anh hùng sẽ được hồi sinh, cùng với những siêu năng lực của họ để có thể chọn ra được những kẻ tốt nhất, chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Anh sau đó đã quay ra trách Diana rằng cô đã không nghe lời anh. Thứ họ cần bây giờ là những cuộc chiến nhỏ lẻ, chứ không phải là một cuộc chiến quy mô lớn như cách mà cô định làm. Và cô cũng không nên giết tên Batman Who Laughs, bởi rất nhanh thôi, kiểu gì hắn cũng chuẩn bị sẵn một kế hoạch dự phòng và sẽ tiến hóa bản thân thành một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp mà mọi người cũng sẽ chẳng thể nào mà ngờ tới được. Batman sau đó hãy khuyên cô là hãy quên mấy kế hoạch to lớn của cô đi và hãy tập trung vào những kế hoạch như anh, là sử dụng quân đoàn siêu anh hùng để chiếm lấy thủ phủ Castle Bat, sau đó rèn nên một trái đất tồn tại ở trong bóng tối và dùng nó để cứu những người có thể cứu, không hơn không kém. Như thế là đủ rồi. Thế nhưng đây đâu phải là cách chiến đấu của Bruce mà Diana thường hay biết cơ chứ. Cô nói với Batman rằng mọi thứ vẫn còn có hy vọng. Cùng nhau, họ có thể thu thập những nguồn năng lượng từ các cuộc khủng hoảng và từ đó có thể cứu lấy cả đa vũ trụ, kể cả là những nơi vốn đã thất thủ. Và cùng nhau, họ có thể tạo nên một thế giới đẹp đẽ hơn, tươi sáng hơn. Miễn là chỉ cần mọi người cùng đồng tâm hiệp lực là mọi chuyện hoàn toàn có thể vượt qua mà. Thế nhưng Batman thì vẫn cứ là Batman. Suy cho cùng thì anh vẫn là một gã cứng đầu. Anh bảo cô hãy rời khỏi đây để anh có thể tiếp tục công việc của mình. Batman cáu. Wonder Woman bảo Batman đừng cáu. Batman càng cáu. Wonder Woman cầm tay Batman và bảo rằng cô sẽ cứu lấy tất cả mọi người và người đầu tiên sẽ là anh. Nhưng trước khi cứu anh, cô cần biết chuyện gì đã khiến cho Bruce Wayne lại trở nên như vậy cơ chứ. Bruce sau đó đã nén một tiếng thở dài và bắt đầu kể lại bí mật đã khiến anh trở nên như vậy cho cô. Theo đó, mọi thứ xung quanh không quan trọng. Cái quan trọng là kế hoạch của Diana đã bị sai, bởi anh đã phạm sai lầm tựa như cô vậy. Cụ thể ở đây là từ sự kiện Dark Knight Metal, khi mà tên Barbados tấn công thế giới. Batman khi đó đã nói với mọi người đi truy tìm kim loại thứ 10, thứ nền tảng kiến tạo nên thực tại. Batman khi đó là trung tâm của cuộc khủng hoảng. Anh đã nghĩ rằng bằng cách vươn lên những tầm cao mới cùng với nhau, liên minh không những giành được thắng lợi mà còn làm cho vũ trụ trở nên tốt đẹp hơn. Thế nhưng mọi thứ đã không diễn ra như vậy. Đá vũ trụ DC vẫn bị tổn thương, bức tường Sosua thì vẫn bị phá vỡ. Và từ mảnh vỡ Perpetual, kẻ phản diện có thể coi là mạnh mẽ và cổ xưa bậc nhất mà liên minh đã phải đối mặt đã thức tỉnh. Nhóm liên minh khi thất bại lần đầu, họ đã được nhóm Quintessence trao cho thêm một cơ hội nữa với những nguồn năng lượng còn sót lại của Dr. Manhattan. Thế nhưng sau tất cả, liên minh vẫn thất bại. Thế giới đã bị biến đổi. Những trái đất trong đảo vũ trụ cũng dần ít đi dưới sự hủy diệt của Perpetual. Những ai chống đối lại mụ thì bị nhốt vào những cây anten để cung cấp năng lượng cho mụ ta. Những ai ủng hộ thì được chuyển hóa thành quái vật để tiếp tục công việc phá hoại đảo vũ trụ của mụ. Sau hai lần thất bại đó, giờ đây Wonder Woman vẫn còn tiếp tục nghĩ đến việc chiến đấu chống lại Perpetual thì quả đúng là một việc hết sức điên rồ mà. Wonder Woman sau khi nghe Batman nói xong có chút thất vọng với người đồng nghiệp của mình. Cô nhắc lại ý nghĩa về hình tượng con rơi mà Bruce mang trên mình. Nó không đơn thuần là tượng trưng cho nỗi sợ hãi, nó còn thể hiện cho ý chí, nhắc nhở con người chúng ta vượt qua được những điều bất khả thi, tựa như chính con rơi vậy, bởi vì nó là động vật có vú duy nhất biết bay. Bruce thậm chí bây giờ có lẽ chẳng hề ở trên mặt đất như những gì anh nghĩ, mà giờ anh còn đang nằm dưới lòng đất mất rồi. Swamp Thing sau đó đã nói với Diana rằng hãy để cho Batman có thời gian, bởi lúc này anh ta vẫn còn đang rất sợ hãi nên cần thời gian để có thể bình tĩnh lại. Cô sau khi nghe xong cũng có chút lo lắng, bởi vì cô đã tự hỏi bản thân mình rằng liệu đã đến lúc nên dừng lại, liệu đây đã phải là lúc mọi người cần phải chấp nhận một cái thực tại này. Thế nhưng Alex đã trấn an cô lại bằng câu chuyện của anh, rằng anh vốn khi là con người, anh rất thích nghiên cứu những giống loài cây đã tuyệt chủng, trong đó có loài Kilbur thuộc loại cây dương sỉ. Đây là một trong những loài cây cổ đại lớn hơn rất nhiều so với những loại cây cối ngày nay. Nó là một dạng sống vô cùng điên rồ và đột biến. Cuối cùng nhờ chiều cao vượt trội của chúng mà bầu khí quyển của trái đất đã thay đổi, và giờ thì dương sỉ là một trong những loài cây sinh sôi mạnh mẽ bậc nhất trái đất. Quan điểm của Alex sau câu chuyện này hàm ý muốn nói lên rằng kế hoạch của Diana dù có vẻ như rất điên rồ, nhưng việc tìm kiếm một thứ mà chúng ta không bao giờ hiểu rõ và rồi trở thành ánh sáng hay vẻ đẹp của nó thì chưa bao giờ là sai lầm cả. Và anh đứng về phe của Wonder Woman trong cuộc chiến lần này.
Anh chàng cao bồi sắc sống Jonathan Hicks sau khi nghe xong cũng phần nào bị thuyết phục bởi câu chuyện của Swamp Thing. Anh muốn cả anh và anh chàng người rơi cộc cằn kia hãy trở thành những cây dương sỉ tựa như câu chuyện vậy. Hãy bớt bi quan lại và cả chửi thề nữa. Bruce sau khi nghe xong cũng phần nào bị thuyết phục bởi ý tưởng này. Anh sau đó đã hỏi rõ hơn kế hoạch của Diana. Và lúc này chúng ta mới rõ được kế hoạch mà nữ thần chiến binh đã đề ra là sao. Theo đó, cô sẽ đến New Apocalypse để có thể giải cứu những siêu anh hùng đang bị giam giữ tại đây. Sau đó họ sẽ tiến vào đa vũ trụ tối, nơi mà những cuộc khủng hoảng vẫn còn đang diễn ra. Tại đây họ sẽ đánh cắp năng lượng được truyền cho Perpetual và sử dụng nó để nạp cho Wally West. Wally sau khi được sạc năng lượng sẽ có đủ khả năng để tiêu diệt mụ cũng như là để khởi động lại vũ trụ. Batman sau khi nghe xong thì vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng với thời gian đang gấp gáp nên cũng chẳng có thời gian cho những việc như vậy. Vì giờ họ cần đi nhanh khỏi đây để tới New Apocalypse. Và khi nhắc đến tốc độ thì ngay lập tức một tia sét vàng đỏ xuất hiện, mà không ai khác ngoài Barry Allen xuất hiện và sẵn sàng để giải cứu đồng đội mình cùng với Diana và Bruce. Đến đây mình cá là sẽ có nhiều bạn tự hỏi tại sao Barry lại không chỉnh sửa dòng thời gian để cho sự kiện Death Metal không xảy ra cơ chứ, hay na ná kiểu như vậy. Thì câu trả lời đã được Barry xác nhận ở ngay trong bộ truyện, đó là anh đã cố gắng dùng hết toàn bộ năng lực của mình để có thể du hành thời gian nhằm sửa chữa mọi chuyện. Nhưng có vẻ như Perpetual với quan niệm tạo ra một đá vũ trụ sống trong một vòng lặp tự làm mới liên tục, thì việc thoát khỏi thực tại giờ đây là một điều bất khả thi với anh lúc này. Và điều mà Barry cảm thấy sẽ có ích hơn ở thời điểm hiện tại có lẽ là đi giải cứu những đồng đội của mình cùng với Batman và Wonder Woman, hơn là phí nốt phần sức mạnh của mình vào việc thay đổi dòng thời gian. Câu chuyện lúc này được chuyển sang một diễn biến khác tại khu Castle Bat. Batmate cùng với sự hỗ trợ của bà phiên bản Alfred đến từ đa vũ trụ tối đang vô cùng cẩn thận chuyển một bộ não vào bên trong cơ thể có màu xanh nước biển, mà theo như tên Batman Pháp Sư giải thích, nó là cơ thể của một Bruce Wayne từ đa vũ trụ tối. Và khi đặt bộ não của lãnh chúa Batman Who Laughs vào bên trong, nó sẽ biến đổi tâm trí của hắn, và trong suốt quá trình hấp thụ đó, nó sẽ đưa tên rơi cười trở thành một thứ mạnh mẽ hơn tất cả những gì hắn có trên cuộc đời này. Thể xác mới này sẽ đưa hắn trở thành một cá thể với sức mạnh vô biên. Nói rồi, đúng như tên Batmate nói, cơ thể xanh kia hấp thụ lấy bộ não của Batman cười, rồi dần dần mở mắt để nhìn những thuộc hạ xung quanh. Thưa ngài, ngài sẽ trở thành một con rơi đúng không? Một tên Alfred phiên bản máy móc đã đặt ra câu hỏi để xem tình hình lãnh chúa ra sao, nhưng gần như cái xác kia không hề trả lời lại một câu nào cả. Nó mới chỉ bắt đầu từ từ cử động tay của mình, rồi một lát sau mới đứng dậy được, tựa như thể một đứa trẻ sơ sinh vậy. Và dĩ nhiên, trẻ sơ sinh thì giờ hắn cũng chưa thể nói được. Thưa lãnh chúa, tên tôi là Batmate, B-Rex và Beyonder, chúng tôi đang chờ mệnh lệnh của ngài đây, với một niềm tin tuyệt đối, One Who Laughs. Batmate tiến lại hỏi xem liệu Batman Who Laughs có còn ở đó không. Thế nhưng những gì hắn nhận lại chỉ là một câu nói từ cái thể xác xanh, với vẻ đầy ngây ngô như thể đây là lần đầu tiên nó nghe đến cái tên đó vậy. Laughs, cái xác xanh kia đáp lại. B-Rex nghe xong thì tỏ vẻ tức tối, hắn nói rằng kế hoạch này chẳng hiệu quả một tí gì cả. Và giờ hãy nhìn xem, tên lãnh chúa của bọn chúng giờ chẳng khác gì một gã da xanh to lớn, thực vật, thậm chí là còn chẳng nhớ nổi cái tên mình. Thế nhưng có vẻ như B-Rex đã bị nhiễm hệ tư tưởng cơ thiếu hoàng vào người rồi thì phải. Khi mà vừa dứt lời xong, cơ thể của B-Rex bỗng đột nhiên bị tan thành trăm mảnh khác nhau. Và có vẻ như tới lúc này, cái xác mới bắt đầu thực sự có ý thức của tên Batman cười. Không có một cái tên nào cho kẻ như tao cả, chưa bao giờ có cả. Batman bắt đầu nhìn mọi người và đáp lại với một nụ cười nở trên môi cùng với biểu tượng của Dr. Manhattan trên trán. Thế nhưng khi vừa dứt lời, cả hội bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ thần giao cách cảm của mẹ thiên hạ Perpetual dành đến cho Batman Who Laughs. Batman ngay sau khi nhận được thần giao cách cảm thì trở nên vô cùng sợ hãi. Hắn sợ rằng Perpetual sẽ biết chuyện này thì sẽ có những chuyện không hay xảy ra đến cả lũ. Nhưng với Batman Who Laughs giờ đây, điều đó chẳng còn quan trọng nữa, vì giờ hắn đang cầm trong mình một quyền năng vô tận đủ để có thể đánh bại cả một thực thể như Perpetual. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Tuy nhiên do lúc này sức mạnh mới vẫn còn chưa được làm chủ hoàn toàn và nó vẫn còn yếu, nên hắn quyết định vẫn sẽ nhún nhường và che đi phần quyền năng của mình trước Perpetual. Sau đó hắn đã trả lời lại Perpetual sau khi được mụ gọi. Nữ hoàng của ta, mụ gọi cho ta. Ngươi đây rồi, kỵ sĩ của ta. Ta cảm nhận được một sự gián đoạn ở đây. Ngược lại đó, nữ hoàng à, mọi thứ vẫn đang vô cùng ổn. Thế còn ở ngoài đó sao rồi? Ta đã chinh phạt thêm được một trái đất nữa rồi. Lúc này vũ trụ chỉ còn lại 6. Nghe cho kỹ đây kỵ sĩ. Ta biết ngươi là tên rất mưu mẹo, nhưng những thực thể như ta, giống loài của ta, hence, nếu chúng phát hiện chuyện gì đang xảy ra ở đây, chúng sẽ lại tìm tới thực tại này một lần nữa.
hệt như lần đầu chúng tới khi ta tạo dựng nên nó. Chỉ có ta mới có thể giấu kín được nơi này khỏi bọn chúng. Ta tin ngươi, đơn giản bởi vì ngươi biết, nếu ngươi dám làm phản ta, các hèn sẽ tìm tới cả hai chúng ta, và khi đó, phán quyết của ta dù có tan độc cũng chẳng thể so sánh được so với cơn thịnh nộ của chúng. Nói rồi, Perpetua cũng ngắt liên lạc. Đám thuộc hạ của Batman Hù Lạp lúc này mới trấn an được lại. Chúng hỏi giờ chúng có thể giúp được gì cho hắn hay không? Và câu trả lời của hắn đơn giản chỉ là không gì hết cả. Kèm theo đó với một cái vẩy tay nhẹ nhàng, cả đám thuộc hạ đã đi theo B-Rex thành trăm mảnh, và chỉ còn lại một con quạ Robin là còn sống. Hắn cho rằng đám kỵ sĩ giúp hắn dù đã rất tàn bạo, nhưng có vẻ như thế vẫn là chưa đủ. Hắn cần một kẻ tàn bạo hơn nữa, một phụ tá cho hắn, một Robin đủ tàn bạo để xứng tầm với hắn và con quạ Robin mà hắn giữ lại. Dường như hắn cảm nhận được bóng tối trong thằng nhóc, và hắn yêu cầu nó hãy kể câu chuyện của nó cho hắn nghe. Chúng ta không biết rõ câu chuyện ra sao, nhưng với một kẻ bệnh hoạn và tàn bạo như Batman Who Laughs còn phải nói câu ồ lên thì cũng có thể hiểu thằng nhóc này cũng thuộc dạng số má như thế nào. Mày có muốn làm Robin của tao không nhóc? Growl. Con quạ Robin đáp lại, ồ được thôi, mày sẽ có vương miệng. Còn giờ thì chúng ta có việc phải làm rồi đây nhóc à. Thấy không, bọn nó đang hành động ở ngoài kia rồi. Tao có thể cảm nhận được nó, nên giờ chúng ta cần phải hành động ngay thôi. Diana muốn tìm cách làm mới lại đảo vũ trụ và tái xây dựng nó lại từ đống phế thải. Tao thì cũng thế, nhưng ta sẽ xây dựng một thứ gì đó chưa bao giờ được thấy cả. 52 hành tinh của ác mộng toát lên vẻ đẹp từ nỗi kinh hoàng của chúng. Còn giờ tao sẽ lấy hình dạng mới của mình. Đừng sợ hãi nhé nhóc. Màu xanh là đại diện cho bình minh, của chiến binh ban ngày, của ánh sáng. Nhưng tao thì không phải là bình minh nhóc à. Mày có thể gọi tao là The Darkness Knight. Câu chuyện sau đó được chuyển sang một diễn biến khác. Khi mà nhóm Wonder Woman đang tiến vào vùng đất phóng xạ Westerland, Harley Quinn giờ đây cũng đã gia nhập phe kháng chiến của cô. Và với sự giúp đỡ của con linh cầu khổng lồ của Harley, họ dễ dàng tiêu diệt luôn Dr. Akim, kẻ đang cai quản vùng đất này, để có thể tiến vào một căn cứ bí mật của Batman ở đây. Khi bước vào, cả nhóm bất ngờ bị đám Dark Knight xuất hiện từ sự kiện Dark Knight Metal ngăn lại. Nhưng may mắn thay, thực chất đây chỉ là những con robot được Batman và Toy Master tạo ra sau cuộc chiến với Barbados, phòng khi có những cuộc xâm lược khác diễn ra. Và dĩ nhiên, họ đến đây không chỉ để gặp mấy con robot mô phỏng từ đám Dark Knight từ đám vũ trụ tối. Họ đến đây để lấy một con robot khác nhằm cứu những siêu anh hùng đang bị giam giữ ở New Apocalypse, được cai trị bởi Dark Father. Và rồi từ mặt đất, một lỗ hổng khổng lồ được tạo ra, và từ chiếc lỗ đó, một siêu robot kết hợp tạo hình giữa ba thành viên chủ chốt của Justice League bao gồm Wonder Woman, Batman và Superman bay lên, chuẩn bị cho cuộc tiến công vào New Apocalypse. Như vậy, Batman Who Laughs tưởng chừng như đã chết từ tập truyện đầu tiên của sự kiện, giờ đây đã lại được hồi sinh trở lại và trở nên mạnh mẽ và lố bịch hơn bao giờ hết. Liên minh sẽ phải làm gì để chống lại hai thế lực siêu khủng bố đang đến? Diễn biến cuộc giải cứu ở New Apocalypse sẽ như thế nào? Các bạn nhớ đón xem những tập tiếp theo của series Death Metal nhé. Và vừa rồi là toàn bộ tóm tắt của Dark Knight Death Metal tập số 2. Và các bạn có suy nghĩ gì? Hãy để lại comment bên dưới cho bọn mình. Nếu thích video này, hãy like, share để ủng hộ bọn mình. Còn nếu như đây là lần đầu tiên đến với Phê Chuyện, hãy ấn nút sub, bật nút chuông thông báo để có thể theo dõi những video mới nhất của kênh. Mình là Shinobi, và bây giờ thì chào.